Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo do công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư triển khai lập và hoàn thiện đảm bảo theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương đề xuất áp dụng cơ chế chính sách đặc thù và hỗ trợ nguồn ngân sách trung ương tham gia phần vốn nhà nước của dự án. Đối với dự án này, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế chính sách đặc thù với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP đến 70%. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, để sớm hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia theo quy hoạch, tỉnh cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ bố trí vốn từ ngân sách trung ương để làm phần vốn nhà nước tham gia vào dự án là 9.608 tỷ đồng.